ngày lễ tốt nghiệp lớp lá của bé Vĩnh Nghi.
khu trò chơi của trường Họ Mi Ba, nơi mà bé Vĩnh Nghi vẫn thường hay vui đùa suốt 3 năm học nay. Giờ đây các bé không còn dịp để mà đến chơi chỗ này rồi.
sự hỗ trợ tận tình của ban ngành đoàn thể các cấp, nhất là các chính quyền địa phương và ban ngành tại địa phương phường ba, bên cạnh sự hỗ trợ nhiệt tình của quý cha mẹ phụ huynh học sinh, chúng tôi đã đạt được những thành quả tiêu biểu như sau. Về số lượng thì trường đã huy động được 760 trẻ ra lớp. Nói lại đi con.